nói về ngành bếp, ít ai ai màn tới một cái việc mà tôi dùng rất đơn giản trong bếp, và cái buổi đầu tiên nấu của ngày bếp, bước vào ngày bếp đầu tiên đó là chiên trứng. Tất cả những nhân bếp thường thì hay để những cái việc lớn hơn, nấu những món cao cấp hơn, nhưng với tôi bắt đầu ngày bếp hay bắt đầu từ những quả trứng như thế này. Bởi vì nếu mà nếu các bạn không chiên được quả trứng hiệu quả thì các bạn có nghĩ là những món khác cũng tương tự như thế. Và món trứng là món ăn đã có mặt trên khắp thế giới này, và người dân toàn cầu trên thế giới và người dân Việt Nam nói riêng đều sử dụng trứng mỗi ngày. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi cái trứng này và làm việc với cái trứng này như thế nào nha các bạn nhé. Rất là xinh xắn và dễ thương. Nếu cái mỗi buổi sáng các bạn hay làm tại nhà cho baby kia, cái em bé nó thích những hình hài như này. Trẻ con bây giờ rất là biến ăn, nên chúng ta khi tạo sản phẩm chúng ta tạo những hình hài cho bé thích thú. Chúc các bạn thành công và chúc các bạn sẽ thực hiện tại nhà mình, giúp cho bé mình ngon miệng hơn. Chào các bạn và hẹn gặp lại.